Chào toàn thể các bác nhá. Thì sáng nay anh em mình đi thăm cái lưới mà tối qua anh em mình đặt dưới suối này các bác ạ. Xem được gì không? Cái gì à anh Lục? Ngon đấy, cá suối này thì quá tuyệt vời. Cũng được khá khá các bác ạ. Nhưng mà đa số là lá cây nhỉ. Được hai con cá chê. Từ chắc tối hôm qua ấy. Chắc tối nó đi ăn chọc tối nhỉ. Đi 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 về đi. Có thăm nốt cái lưới bắt quái kia không? Hay là chưa cái đấy? Được mỗi hai con. Nó mà bừa. Này, điển cho An nữa là. Ở đấy anh treo lên đây, xong ấy. Tí nữa đi thăm nốt cái kia. Cái lưới này là ngâm từ tối qua các bác ạ, nên con cá nó bị chết rồi. Chết cứng luôn. Còn đây là món cá đây, với cua, cũng như đi thăm từ cái lưới bắt quái kia nhưng mà lúc nãy lại không có quay lại video. Ui, toàn cá chạch ngon rồi. Quá tuyệt vời các bác ạ. Dùng bằng kiến thôi các bác ạ. Cái loại kiến vàng với kiến đen là bọn em nướng lên để cho vào làm mồi. Cái này thì có thể nấu món măng chua hay là cái tai chua ấy nhỉ chú nhỉ. Nấu măng chua thôi. Hôm nay là món măng chua thôi. Cái cua là món gì? Hay nữa nấu canh đi, nấu canh chua hào đi. Mài dao để mổ cá chê các bác ạ. Mỗi mổ mỗi cá chê thôi. Còn cá chạch để lại ăn cả ỉa luôn thì nó mới ngon. Đây là món măng chua đấy các bác ạ. Đây, măng này phải nấu lên trước. Loại này măng rang. Phải nấu lên trước thì vì cái măng này nó lâu chín hơn cái cá kia. Thì tí nữa cho cá vào là vừa. Chín măng rồi các bác ạ. Bây giờ đổ cá vào. Ôi giời, hết ngoài rồi. Nhặt đi rửa. Trắng quá. Nhìn sướng nhỉ. Thơm thế anh Lụ, anh mở ra thử xem.
Quá tuyệt vời, có cả hành hoa. Hơi nhiều nước nhỉ, để nước chan cơm. Quá tuyệt vời. Cá chạch. Thử thử một con thôi. Chạch suối là món to này. Bé này thôi. Rồi, đợi lại đi. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Điền đây này. Điền ơi. Đối cho hôm. Hết trên đế rồi ạ. Mời các bác nhau. Mời các bác nhau. Dạ quay cho ăn tỏ. Mời anh em nha. Thôi đây là mẹ anh Lộc, sản phẩm của anh nha. Ấy, hồng len và Đức Lộc có tuyệt vời. Đang mở ra cho, bỏ ra con xuống nhá mà. Em thử cái đồ bát trên này xem thế nào các bác ạ. Đây. Quá tuyệt vời. Không phải chơi like đâu. Đây, mời các bác nha. Chơi suối đấy. Quá tuyệt vời. Phải ăn đâu các bạn. Đây, suối đi. Chị phép cảm bom em chúc sức khỏe, anh vớt một chén này. Xin cảm ơn lâu ngày quá. Xin cảm lâu ngày quá. Hôm nay mới vào bản gặp anh. Đúng nó đó bạn. Làm con to thế chú. Ôi, ăn to này biết đâu này. Ôi. Con này là hơi ăn thế này ấy. Con này các bạn cùng xem đấy. Đã béo rồi còn ăn thế này thì ai chịu được. Đã béo rồi ăn cho béo như vậy. Béo rồi ăn vừa vừa thôi. Ôi. Ông này trời ghê quá. Anh đi đi ông này. Ôi thế là anh em chú cháu đã ăn no say các bác ạ. À, xin dừng video ở đây. Chào các bác nhé.